Bữa nay làm sao vậy? Ai giữ anh hả? Làm sao? Thì bữa nay bị đặt gọn gàng, sạch sẽ, nghiêm túc nữa. Chứ bộ bình thường tôi ở dưa lắm hả? Anh sạch cho bản thân anh thôi, chứ nhà anh khác gì có ổ. Ổ gì? Anh tìm người được chưa? Xong ngày hôm nay là tôi nghỉ việc rồi đó. Ai nói? Hợp đồng. Cậu làm mất chứng nhận của tôi. Cậu phải tìm ra chứng nhận rồi cậu mới được nghỉ làm chứ. Nhưng mà cái đó không có trong hợp đồng. Nhưng mà đó là trách nhiệm của cậu. Ừ, anh giữ tôi lại cũng vì chứng nhận thôi mà. Em vẫn nhất quyết tìm nó để bỏ anh đi sao? Buông Lúc ra. nãy anh nói vậy là muốn giữ em ở lại. Anh muốn em làm ô sin mãi mãi cho anh, chứ không phải là tìm cho ra cái nhẫn. Là sao? Anh tìm ra chiếc nhẫn lúc anh nhận ra anh có tình cảm với em. Chiếc nhẫn này lúc đầu không phải là của em, nhưng định mệnh nó là của em. Em đeo nó lại chứ. Chẳng phải là trai. Là gì không quan trọng. Quan trọng là anh muốn được bên cạnh em. Mình bên nhau dù bao lâu tình đậm sâu. Thank you.